toàn quá thương. Suốt yên thanh
đường xa khấn bái nghi, ngậm mơ lòng trời lại ai nguồn ân chiêm bao phút mộng mộng thần. Sao xa đôi vị phu nhân đi mơ màng đi. Linh linh
cứ phép bình. Cô bạn đêm bỏ ngục chém lấy đầu, bêu nổi trên sông Phạm Nhan. Phạm Nhan là đứa gian nà hùng ý. Xưa là đứa gian nan, cô bắt vào hòa cục nga tối xa hình nhà hào cha thương cô. Thương cô lấy dấu hoa nhà lọt ra hồi cùng cửa suốt quê nhà. Tiên chúa thượng ngàn dân văn văn na, tiên chúa thượng ngàn đông quân tân quán na giáng đền. Hôm nay tam quang chiếu bao la thế giới, tầng nguyện soi sáng rằng nam thiên một bầu phong nguyện vô biên. Chuông chiền nhật khoan trịnh niềm đán nhớ xưa tích cũ chốn Lạc Châu thủy tú sơn tinh đông cuồng chúa bà giáng sinh. Đầu ngân hà
dịu dàng cách điệu đó phù dung dương liễu nhợt nhơ vẻ nào mà chẳng nên thơ ý. Thank you.
một bầu phong nguyệt vô biên. Thank you.
lòng thành. Chúa kén người nam thanh nữ tú bắt đồng thời, không gỡ cho ra ai người bệnh bệnh khó qua sửa sang vật vân vân phẩm tới kêu chú bà. Sao bắt đầu gần
xuân bông hồng nhung đua nở xa gần ý nghĩa. Lộc tài chúa mới ban gian bốn phương hội họp để đá hàng ngày bán cho tiền đốt luộc dày ấy. Bye.
bệnh hàn khó qua. Sửa sang vật phẩm để kêu Chúa bà. Cầu số trang dâng lên cầu đảo lập đàn trang. Khăn áo sửa sang mới hay Chúa thử lòng phàm đo lòng đệ tử trần gian thế nào. Biến màu diệu hóa đức anh linh khắp cả bốn phương lòng thành dâng một nén hương lưu ân giáng phúc thiên xuân thọ chùa. Vườn nào đồng tiên
trước cửa đền có hồ bát nguyệt, sau lưng đền đá phủ rêu phong hương ngọc lan thơm ngát bốn mùa. Thank you.
chưa phán rằng số từ số sinh dù lăng từ chúa cải sinh cho đời nhân dân đi khắp hết mọi nơi sắm xanh sửa lễ tình bởi chúa đi. Thank you.
ngũ phương bạn cảnh tiên nàng nguyệt. Đền thờ Chúa ám thanh cảnh vắng cảnh lâm tùng tốt đẹp xôn xao, đôi bên long long hổ đua vào. Về chúng đời khắp đi sớm hồng sáng.
phụ mẫu ba hòa hồi đồng quang lớn ba tòa trên sơn cha chu độ cho tuế thứ xuân này. Biết ra thì được đắc
Chúa giai thị nữ thu ba hồn về. Đêm nằm mơ thấy ma cùng quỷ ngày làm cho liệt vị tay chân đi. Thank you.
văn võ đội tàu ba quan văn võ đội tàu khi ra bệ ngọc ý khi vào thì tòa trường ý
Lòng vần khánh hồi các nhật tường thì tháng 8 kiểm tra chúng ta đại kiểm. Nhất thế ông ngồi làm ngôi ông ngự. Họ không biết căn cao số nặng mình đàn bóng quế người thì thương thế xấu hề là kiên cung. Cha chồng những mẹ bắt đầu một chân bước ra ba chân bước vào. Chống dung cờ mở các ghế khổ ông ngự. Hôm nay đón tay làm phúc cho dân ba bảy họ. Ông Độ từ nay trở đi từ chi trở lại được yên căn tròn số yên sổ yên đình à. Để trong gia chung có một nồi lại sôi một chõ điều lành mang đến điều dữ tống. Ông cho đi chín về mười đi tươi về tốt qua sông tới bến qua biển tới bờ qua cầu thắt nặng nhỉ. Ông Độ âm ban dương Độ thường dẹp lối nhỉ. Ông cho trẻ được sáng con mắt già được chặt đầu gối. Nhà nào lòng ấy phúc như Đông Hải họ tỉ Nam Sơn ông ban khen ha. Nhắc chân lên tòa vàng san sát không đâu bằng phố cát cành đồi ngang. Đá lô xô nước chảy cồn cồn đều một thứ cỏ hoa như tranh vẽ. Lịch sử đáng trai